U23 Việt Nam đã lên đường tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2024, mang theo nhiều niềm tin, nhiều sự chờ đợi về một tập thể giàu sức sống và giàu tính cống hiến. Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì không đặt nặng mục tiêu cho thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, nhưng bản thân các học trò đều đang hướng tới những kết quả tích cực ở đấu trường châu lục và xa hơn là mơ về một tấm vé tham dự Olympic Paris 2024. Trong hai buổi tập ít ỏi mà truyền thông được phép tác nghiệp tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam VFF, phần nào đó, triết lý và chiến thuật của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã được thể hiện. Ở các buổi tập của U23 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn sẽ chia toàn đội thành nhiều nhóm nhỏ khác nhau, thực hiện các bài tập chiến thuật phối hợp, luân chuyển bóng tốc độ cao trong cự ly ngắn ở biên, trung lộ và thực hành thi đấu đối kháng. Các nhóm nhỏ bao gồm những cầu thủ có vị trí thi đấu gần nhau hoặc phục vụ yêu cầu chiến thuật cụ thể như chuyển đổi hướng tấn công, xuống đáy biên rồi căng ngang. Trong hai lần gần nhất thành công của bóng đá trẻ Việt Nam thì huấn luyện viên người Khánh Hòa đều vận hành thành công lối chơi phòng ngự phản công rất hiện đại. Đó là việc dàn xếp cự ly đội hình hợp lý, chủ động gây sức ép để đoạt được bóng rồi tổ chức chuyển đổi trạng thái nhanh để ghi bàn. Và có một điều mà người ta vẫn thường nhắc về anh Hoàng Anh Tuấn, một cách gọi thân thương, đó là việc chiến lược gia này luôn biết cách linh hoạt, thay đổi lối chơi, phù hợp với con người, phù hợp với từng trận đấu. Ta có thể thấy một U23 Việt Nam đè bẹp U23 Malaysia với lối chơi tấn công sắc bén chủ động, nhưng ta cũng thấy một U23 Việt Nam chơi thực dụng đến đáng sợ để kéo được U23 Indonesia vào đến loạt luân lưu rồi giành chức vô địch một cách thuyết phục. Một con người đã thành công với bóng đá trẻ từng ấy năm có lẽ hiểu được rằng với những cầu thủ trẻ đôi mươi suy nghĩ như thế nào, chiến đấu thế nào, và đây cũng là điều mà chúng ta chờ đợi ở giải đấu sắp tới, một đội tuyển khó lường ở sân chơi châu Á. Và đó cũng là điều chúng ta rút kinh nghiệm từ thời huấn luyện viên Philippe Chuze, bó hẹp triết lý của mình sẽ dần bóp nghẹt chính những người học trò của mình. Đối với một đội bóng có lối chơi ban bật, giàu chất kỹ thuật, đối với một đội bóng phản công sắc bén và mạnh về tinh thần, hay như đối đầu với một đội nhiều ẩn số, ứng biến ra sao, phản ứng thế nào mới thể hiện tài thao lược của chính bản thân người huấn luyện viên. Một sân bóng như một bàn cờ, mỗi nước cờ là một cầu thủ trẻ, và mỗi bước đi sẽ cần đi cùng một nhóm để chiếm được ưu thế trước chính đối thủ. Và thêm lần nữa cần nhắc lại, triển khai lối chơi cốt lõi là để tìm đến chiến thắng, mà chiến thắng đến từ việc bạn có thể ghi được bàn thắng hay không. Định hướng chiến thuật của huấn luyện viên Chuze có hay không, không ai nói là tệ cả. Nhưng việc tạo đầu ra bàn thắng là một dấu chấm hỏi trong suốt thời gian tại vị. Tín hiệu lạc quan là trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn hiện có những nhân tố đủ để U23 Việt Nam chơi tấn công đa dạng theo nhiều chiều hướng khác nhau. Chiến lược gia này được tạo điều kiện tối đa để gọi những cầu thủ tốt nhất mà ông mong muốn để tới Qatar. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn gọi những cầu thủ được xem là có phong độ ổn định như là Quốc Việt, Minh Quang hay là Vĩ Hào. Ba cái tên mới là Văn Tùng, Đình Bắc và Nguyên Hoàng. Khâu phân công nhiệm vụ các tiền đạo này cũng rất rõ ràng. Võ Nguyên Hoàng và Nguyễn Văn Tùng là những trung phong sẽ chơi nhô cao trong sơ đồ chiến thuật của U23 Việt Nam. Nguyễn Quốc Việt và Nguyễn Đình Bắc là những tiền đạo lùi, còn Nguyễn Minh Quang và Bùi Vĩ Hào có thể đá tiền đạo cánh. Về mặt thể hình và sức mạnh, khả năng càn lướt, Võ Nguyên Hoàng 1m82 và Nguyễn Văn Tùng 1m80 có lợi thế. Bùi Vĩ Hào 1m81 cũng vậy. Trong khi đó Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Quốc Việt chơi thiên về kỹ thuật tốc độ. Văn Tùng và Đình Bắc cũng đã được gọi lên đội tuyển Việt Nam. Đây thuộc nhóm có kinh nghiệm bậc nhất ở đội tuyển U23 lúc này. Nguyên Hoàng cũng dạn dày về trận mạc ở V-League. Ở vị trí hậu vệ và tiền vệ đều có những nhân tố đã đồng hành cùng với ông ở các giải đấu lớn vừa qua và có thể là những cái tên được chọn mặt gửi vàng. Còn với hàng công, đây là một tuyến mà rất cần đến tài dụng binh của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trong số này, Đình Bắc có lẽ là cái tên nhận được nhiều sự chú ý và cũng như là áp lực nhiều nhất ở thời điểm hiện tại. Cầu thủ của câu lạc bộ Quảng Nam thực sự còn quá trẻ để lắng nghe những lời nhận định chát chúa từ phía huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn và nói có ảnh hưởng tâm lý hay không, chắc chắn là sẽ có. Hai bàn sau 10 trận cùng thái độ thi đấu bị đặt dấu hỏi, nhận những lời đắng cay từ người thầy đã giúp mình trưởng thành. Đình Bắc lúc này không khác gì chiếc lò xo bị nén, chỉ đợi dịp để bung ra một cách mạnh mẽ. Nhìn Bắc trên sân tập của U23 Việt Nam, một gương mặt cúi gằm, căng thẳng và chẳng còn hồn nhiên như lứa tuổi của Bắc nữa. Nhưng dẫu sao, Bắc vẫn còn ghi được bàn thắng tại V-League. Nhưng nhìn sang những cái tên còn lại, Quốc Việt không bàn sau 14 trận, Văn Tùng sau 9 trận cũng là con số không tròn trĩnh, Nguyên Hoàng hay là Vĩ Hào thì chỉ có một bàn. Tiền đạo còn lại là Minh Quang, người cũng có khả năng càn lướt và gây ấn tượng mạnh ở những đợt tập trung U23 Việt Nam trước đây. Nêu ra để thấy đội tuyển U23 Việt Nam đang có những quân bài có thể tạo ra tính đa dạng. Đội vừa có thể đá giãn biên chơi bóng bổng, phối hợp nhóm, xử lý kỹ thuật ở khu vực trung lộ, đá thế nào thì cũng được. Và ở hai buổi tập tại Việt Nam, các thủ môn cũng được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đẩy lên tập các bài phối hợp nhóm nhỏ, cốt để tăng độ ăn ý, tạo sự tự tin và tạo thêm những phương án xử lý cho đội nhà khi tuyến trên gặp thế bế tắc. Kuwait và Malaysia là hai đối thủ chính của U23 Việt Nam tại vòng bảng U23 châu Á. Trong việc giành vé vào tứ kết,
Đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vì thế cần những phương án đánh bại các đối thủ này. Trong bảng D của giải U23 châu Á, ngoài các đội U23 Việt Nam, Kuwait và Malaysia, còn có U23 Uzbekistan. Dù vậy, đội bóng Trung Á về lý thuyết mạnh hơn hẳn các đội còn lại trong bảng, nên đội bóng của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có lẽ không đặt trọng tâm vào trận đấu với Uzbekistan. U23 Malaysia và Kuwait là những đối thủ vừa sức hơn với U23 Việt Nam. Cả hai đội vừa nêu đều có những vấn đề riêng, ví dụ như bóng đá Kuwait có dấu hiệu sa sút trong vài năm qua. Đội tuyển quốc gia Kuwait thậm chí còn xếp cuối bảng A tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, dưới cả đội khá yếu gồm Ấn Độ và Afghanistan. Còn Malaysia vài năm trở lại đây thì liên tục thua U23 Việt Nam. Như đã nhắc ở trên thì dàn tấn công của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn lúc này cần được mài giũa nhiều, nhưng đó không phải là một hàng tấn công có thể bị xem nhẹ. Sức trẻ và khao khát cống hiến là điều những cầu thủ trên có thừa. Bây giờ là lúc huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vận tài thao lực của mình như thế nào trên các học trò trẻ. Theo như ông cha ta ngày xưa, thì bóng đá Việt Nam nhờ vía mát tay của anh Tuấn để hy vọng lấy lại niềm tin của người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Huấn luyện viên Chu Dê chưa thành công, nhưng những đánh giá của ông về đội tuyển và bóng đá Việt Nam đều đáng nguy suy ngẫm. Sẽ cần có thời kỳ chuyển giao và chúng ta phải chấp nhận bóng đá Việt Nam đang trong giai đoạn đó. Đôi khi để vươn tới thành công, chúng ta phải chấp nhận lùi lại, đừng để tình cảnh khó khăn hiện tại làm xê dịch. Với U23 Việt Nam cũng vậy, dù không được đặt thành tích cho giải đấu này bởi tính chất và sự gấp gáp trong khâu chuẩn bị, nhưng đôi khi để vươn tới thành công, cần chấp nhận lùi lại một bước và hy vọng người hâm mộ sẽ luôn đứng về phía các cầu thủ, ủng hộ các cầu thủ U23 Việt Nam trong chặng đường sắp tới, một chặng đường chông gai mang tên vòng chung kết U23 châu Á 2024.